Lợi ích của nền ảo khi livestream nền ảo mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các buổi livestream, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các buổi phát sóng trực tiếp. Đầu tiên, nền ảo giúp tạo ra một không gian chuyên nghiệp mà không cần phải thay đổi không gian thực tế. Bằng cách sử dụng nền ảo, bạn có thể thiết lập một bối cảnh phù hợp với chủ đề của buổi livestream một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo ra sự nhất quán cho mỗi buổi phát sóng. Thứ hai, nền ảo sáng tạo và đẹp mắt có thể thu hút và giữ chân người xem lâu hơn. Một không gian trực quan hấp dẫn sẽ tạo ấn tượng ban đầu tốt, khơi gợi sự tò mò và hứng thú từ khán giả. Điều này không chỉ giúp tăng thời gian xem mà còn thúc đẩy tương tác, làm cho buổi livestream trở nên sôi động và thú vị hơn. Cuối cùng, nền ảo còn giúp tăng cường nhận diện thương hiệu bằng cách tích hợp logo và màu sắc đặc trưng của thương hiệu vào nền ảo. Bạn có thể truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả. Điều này giúp khán giả dễ dàng nhận diện thương hiệu, tạo sự tin tưởng và tăng cường sự gắn kết với khách hàng. Nền ảo không chỉ là công cụ hỗ trợ kỹ thuật mà còn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của mỗi buổi livestream.